về vụ ông Cù Huy Hà Vũ đâm đơn kiện Thủ tướng Chính phủ cho khai thác mỏ bốc xít, bị tòa dưới bác đơn, nay ông Hà Vũ nộp đơn kiện lên Tòa án Nhân dân tối cao. Thanh Trúc phỏng vấn ông về diễn tiến này. Bây giờ tôi vẫn chưa mường tượng ra là họ không thụ lý cái đơn khởi kiện như thế nào. Bởi vì rõ ràng nếu mà tòa án cấp tỉnh thành phố chỉ thụ lý những cái đơn khởi kiện bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở xuống thì đương nhiên tòa án tối cao phải thụ lý đơn khởi kiện từ cái cấp bộ trưởng trở lên, mà trong trường hợp này là đơn khởi kiện thủ tướng. Đấy là cái logic. Và bản thân tôi cũng biết rằng cái việc khai thác bô xít là như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói là chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước. Thì cái việc tôi khởi kiện nó không chỉ đơn thuần là khởi kiện thủ tướng, mà rõ ràng hiểu theo một cái nghĩa rộng là tôi khởi kiện cả cái ban lãnh đạo Việt Nam, bởi vì đã ra một cái chủ trương mà theo tôi nó không có lợi cho đất nước, ít nhất vào trong cái giai đoạn hiện nay. Như vậy cái đơn khởi kiện tôi chắc chắn vấp phải cái rào cản của cả một, nếu ta có thể nói của cả một hệ thống chính trị Việt Nam, và Tòa án Nhân dân tối cao cũng nằm trong cái hệ thống chính trị đó. Cho nên cái việc mà Tòa án tối cao sẽ tìm cách để khoái thác thụ lý đơn khởi kiện của tôi là cái điều dễ hiểu. Nhưng ý muốn là một chuyện, còn khả năng khoái thác được hay không lại là một chuyện khác. Tôi không phải là cái người mộng tưởng gì, nhưng tôi có thể đặt ra 4 khả năng sau đây. Thứ nhất, ông chánh án tòa án tối cao trả lời rằng đúng, tòa án tối cao có thẩm quyền để thụ lý cái đơn khởi kiện của công dân Cù Huy Hà Vũ vì những lý lẽ đã rõ. Và tôi cho rằng trong trường hợp này đó là khi một cái thái độ dũng cảm, kiểu gì cũng phải là thụ lý đơn của tôi, bởi vì không có lẽ bộ trưởng trở xuống thì có người thụ lý mà trên bộ trưởng lại không có người thụ lý. Cái khả năng thứ hai có thể xảy ra là ông chánh án tòa án tối cao sẽ nói rằng thưa công dân Cù Huy Hà Vũ, đây là một cái việc chưa có tiền lệ ở Việt Nam, chưa bao giờ có cái chuyện thủ tướng là bị đơn cả, cho nên cái việc này rất là đặc biệt. Chúng tôi sẽ phải xin phép Quốc hội lập ra một cái tòa án đặc biệt để thụ lý đơn khởi kiện của ông và đưa vụ án ra xét xử. Đấy là trường hợp thứ hai có thể xảy ra. Và chuyện này là hoàn toàn chính đáng thôi, bởi vì theo hiến pháp thì có cái trường hợp trong tình trạng đặc biệt thì Quốc hội sẽ lập ra tòa án đặc biệt. Vậy thì cái khả năng này tôi thấy là hoàn toàn có thể xảy ra. Cái khả năng thứ ba, ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trả lời rằng ông chánh án không biết được ở Việt Nam có khi tòa án nào có thẩm quyền để thụ lý cái đơn của tôi khởi kiện thủ tướng, và cũng phải thành thật mong công dân Cù Huy Hà Vũ thông cảm. Chúng tôi tìm trong tất cả các sách vở tham khảo mãi rồi mà không tìm thấy được cái tòa án nào có khả năng thụ lý cái đơn khởi kiện của ông, cho nên thấy rất phiền lòng phải tuyên bố là chúng ta chấp nhận, tức là cấp bộ trưởng trở xuống thì có thể bị khởi kiện, còn không có quy định nào cho phép là khởi kiện thủ tướng cả. Và cái khả năng thứ tư là Tòa án Nhân dân tối cao im lặng, nhưng mà tôi cho khả năng này có nhưng không thể xảy ra, bởi vì cái việc đơn kiện của tôi là theo một cái tố tụng. Tức là nếu mà tòa án cấp dưới không giải quyết được thì tòa án cấp trên cũng phải xem xét để giải quyết. Còn cái vấn đề họ trả lời là họ không thụ lý đơn của tôi với lý do A, B, C thì cái chuyện đấy là đề của tòa án, chứ không thể không trả lời được trong trường hợp của tôi mà khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tức là đã đưa cái vụ việc trong vòng tố tụng, tức là có một cái cơ chế buộc tòa án phải trả lời, hay nói cách khác là có một chế tài. Nếu mà không trả lời tức là đập tan cái hệ thống luật pháp của Việt Nam. Còn cái lý do mà tòa án sẽ đưa ra để công thụ lý thì lúc ấy tôi sẽ xem xét tiếp. Thưa luật sư Cù Huy Hà Vũ, ông nói ông kiện thủ tướng trong tư cách một công dân, và ông cũng nói rằng cái vụ bô xít Tây Nguyên là vấn đề tồn vong của đất nước, vậy nó là vấn đề chung. Tại sao ông lại đơn độc kiện thủ tướng thay vì lấy chữ ký của nhiều người công dân khác, càng nhiều càng tốt, để mà có một cái ý kiến chung của đại đa số quần chúng, trong đó có ông? Chuyện này thì hoàn toàn đơn giản. Thứ nhất, trái pháp luật thì tôi hành động và tôi không việc gì phải liên kết với người này người kia, tôi thấy không cần thiết. Còn nếu sau việc tôi khởi kiện Nguyễn Tấn Dũng, những người khác thấy là cái việc làm tôi có lý thì từng công dân ở Việt Nam đều có thể gửi đơn khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và cái số lượng đơn đấy nó sẽ trở thành một cái vấn đề rất là lớn mà Tòa án Nhân dân ở Việt Nam phải xem xét. Thế thì vấn đề không phải là đơn độc hay là cá nhân, mà cái gì nó là trái thì tôi tuyên chiến ngay để mà chống lại với cái trái đó. Thưa luật sư Cù Huy Hà Vũ, chẳng khi nào mà nhà nước cũng dựa vào luật pháp để cáo buộc ông những cái tội, thí dụ như là xách động chống lại chủ trương chính sách của nhà nước, và một cái tội nữa gọi là bất đồng chính kiến. Nếu chuyện đó xảy ra thì ông sẽ phải đối phó như thế nào? Tôi phải khẳng định ngay rằng những trường hợp đấy không xảy ra. Thứ nhất, chống cái việc triển khai bô xít cụ thể là đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông chống tham thường,
rồi hàng nghìn trí thức ký vào trong kiến nghị do nhóm giáo sư Nguyễn Lệ Chi, nhà văn Phạm Toàn, rồi giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng. Chống thẳng đơn chỉ có cái là phương pháp khác nhau. Tôi thể hiện việc chống đối của tôi đối với cái chủ trương khai thác bô xít, dù đó là chủ trương của Đảng và Nhà nước, tôi được thể hiện dưới hình thức là kiện Thủ tướng. Về cái vấn đề bất đồng ý kiến thì quan điểm của tôi là mọi người đều có cái quyền bày tỏ quan điểm của mình. Đấy là cái chuyện hoàn toàn bình thường. Quan điểm chính trị của mỗi người phải được tôn trọng, và lại cái điều này hoàn toàn phù hợp với cái quyền tự do ngôn luận đã được hiến pháp quy định. Và là cái chuyện bất đồng chính kiến nó cũng thể hiện một cái sự đa dạng trong cuộc sống. Ví dụ trong nền kinh tế như ở Việt Nam hiện nay, có cái thành phần kinh tế nhà nước, cũng có cái thành phần kinh tế tư bản, có thành phần kinh tế tư nhân. Thì chính cái sự đa dạng tạo ra một cái cuộc cạnh tranh cực mạnh, và chính sự cạnh tranh đó sẽ làm nên những cái sản phẩm tốt nhất. Thì trong chính trị cũng vậy thôi, để có được một cái chính quyền phục vụ dân tốt nhất thì cũng cần phải có cái sự cạnh tranh, và tất nhiên là hoàn toàn lành mạnh, phải thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường. Thưa luật sư Cụ Hà Vũ, xin cảm ơn thời giờ của ông đã trả lời cho đài của chúng tôi. Vâng.